Ok. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream kể chuyện ma của Chu Hoài Bảo. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới những cái câu chuyện ma vào tối chủ nhật. Và các bạn nhớ nha, Bảo sẽ kể chuyện ma vào tối thứ sáu và tối chủ nhật hàng tuần. Đó, thứ sáu Bảo sẽ live ở đâu thì các bạn biết rồi, và chủ nhật Bảo sẽ live trên Beagle. Cho nên các bạn hãy follow Beagle của Bảo, và Bảo sẽ live trên Beagle hầu như là mỗi ngày vào lúc 8 giờ để có thể tâm sự và trò chuyện với các bạn. Và các bạn nhớ là gửi truyện ma cho Bảo vào gửi truyện ma vô đây chấm bảo bảo a còng gmail.com nha. Rồi, bắt đầu. Câu chuyện đầu tiên á, là của một bé đã gửi cho Bảo. Cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm rồi. Câu chuyện này là câu chuyện của ông ngoại của bé, và mình xin phép được đặt tên ông ngoại của bé tên là ông Hải đi. Thì bé này á, là ở Đồng Tháp. Gia đình của bé này là ở Đồng Tháp, và gia đình của ông ngoại của bé cũng ở Đồng Tháp luôn. Lúc đó cái bé này sinh năm 2003, bé kể là lúc đó là bé 9 tuổi. Thì ông ngoại của bé hôm đó, đợt đó là mùa gặt lúa, cho nên là ông ngoại của bé phải đi ra ruộng để gọi là gặt lúa, xong rồi hả sẽ đánh lúa, kiểu mà tuốt lúa mọi người, và xong bỏ vô bao. Thường sẽ làm như vậy, và sau khi mà làm xong rồi á thì sẽ bỏ tất cả số gạo, số lúa mà đã bỏ vô bao rồi đó, đem đi về nhà. Nhưng mà do là nhà cũng khá là xa, với lại hả là cái ruộng của ông ngoại của bé, ông Hải á, là cũng khá là rộng nữa, cho nên là sẵn tiện á, là ông Hải ông ở lại ruộng luôn, có nghĩa là đi ra cái ngoài sao ta, ngoài đi đi dựng dựng giống như là dựng cái lều ở ngoài mã, mọi người hiểu không? Mà giống như là mình chỉ cần dựng mùng thôi, mình dựng cái lều ở ngoài mã để mình nằm đó ở gần đó. Xong rồi buổi tối á, là có thêm hai ông nữa, ông Hải này, rồi ông có thêm ông Năm với ông Tám nữa, là hai người anh em của ông Hải. Thì ông Hải có rủ là nhậu, là tại vì hai người anh em là kiểu như là phụ để sao ta, phụ để tuốt lúa đồ các bạn. Thì hả tối đó mới nhậu, nhậu xong rồi xỉn rồi bắt đầu ngủ. Cảm ơn Hana tặng quà cho Bảo nha. Xỉn rồi ngủ. Thì sau đó thì ngủ một hồi đó, thì bắt đầu ông Hải ông mắc vệ sinh. Nửa đêm mà mắc vệ sinh mọi người. 3 giờ sáng dậy, biết canh giờ quá. 3 giờ sáng mắc vệ sinh. Cái đi vệ sinh đi ra ngoài sau mẻ đó thì nó có cái bãi đất trống. Thì đi chuẩn bị đi vệ sinh ở đó. Thì lúc đó vẫn 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 còn chưa có đi nha mọi người, chỉ đi kiếm chỗ để đi thôi. Thì nhìn xa xa thấy có một bóng người, mà ban đêm rồi, ban đêm 3 giờ sáng có một bóng người đứng ngay bãi đất trống đó là rất là lạ nha các bạn. Ví dụ như 3 giờ sáng người ta đi ra chợ hay là người ta làm cái gì đó thì mình không nói, mà ở bãi đất trống 3 giờ sáng có một bóng người, mà ông Hải ông thấy là cái bóng người đó giống như là đang tìm kiếm một cái gì đó. Thì bắt đầu ông Hải này ông mới nói giọng ra là kêu là ai vậy, ơi là trời, sao không đợi sáng rồi tìm tìm cái gì vậy, tối khuya rồi tìm có thấy đâu, thôi để sáng đi rồi tìm. Nhưng mà cái người đó hoàn toàn không trả lời ông Hải, người đó hoàn toàn không trả lời ông Hải nha, người đó vẫn tiếp tục làm, tiếp tục làm, tiếp tục làm, tiếp tục tìm kiếm như vậy đó. Thì xong rồi lúc này ông Hải kiểu như là người dân miền quê mà, người ta rất là chất phác, người ta rất là hay giúp đỡ, hay support mọi người xung quanh lắm, cho nên ông Hải mới tiến lại sau lưng cái người đó, đứng sát cái sau lưng người đó, và ông Hải kêu là rồi sao, tìm cái gì, nói đi tôi tìm giùm cho, tôi tìm phụ cho. Ơi là trời, sao không đợi sáng tìm, tối tìm chi cho nó cực vậy anh bạn. Cái lúc này anh bạn nó mới trả lời lại ông Hải nha. Anh bạn nó nói vậy nè. Ừ, tôi tìm cái tay của tôi, ông có tìm được á thì ông tìm giúp tôi nha, tôi rớt cái tay của tôi đâu rồi. Lúc này á thì hả ông Hải ổng vẫn còn giỡn nha mọi người, kiểu mà giống như là nghe
nghe tưởng là cái tay giả. Cái xong là ổng mới nói là ôi là trời, cái tay giả gắn làm sao mà cho nó rớt vậy, rớt hay vậy, rồi bây giờ đi tìm có cực không. Cái xong rồi cái người đàn ông đó người ta mới trả lời lại vậy nè. Thì hồi hôm bữa đó, trời ơi, kể ớn như vậy nè, hồi hôm bữa buổi tối tôi đi ngang đây nè, cái người ta đi săn chuột, cảm ơn Anna nha, người ta đi săn chuột, người ta bắn lộn tôi. Các bạn biết sao không? Ở dưới quê của bạn, ở dưới quê của các bạn gửi câu chuyện này cho Bảo á, là tới mùa lúa người ta hay đi săn chuột lắm, chuột nó sẽ phá lúa này kia, các bạn hiểu không? Cho nên người ta săn chuột, người ta dùng súng. Thì cái người này kể là mấy đứa kia nó dùng súng nó bắn vô tôi. Cái xong rồi hả, nó tới nó kiểm tra tôi, nó coi tôi là chết chưa. Cái xong rồi hả, nó giết tôi luôn. Tại vì nó sợ hả, là thí dụ như hả mà tôi còn sống á thì nó phải bao nuôi tôi, sợ tôi sống thực vật hay gì đó, sợ tôi sai đó, xong rồi nó giết tôi luôn. Có đứa nó chặt đứt cái cánh tay của tôi, xong rồi nó còn tụi nó giết tôi xong tụi nó chôn cái xác tôi ở dưới đây nè. Tụi nó chôn cái xác tôi ngay cái mã nè. Tụi nó chôn cái xác tôi ngay cái mã nè, mà cái tay của tôi á tụi nó giục đi đâu rồi. Tới công chuyện liền. Cái lúc này ông Hải, ông đang ngồi nói chuyện như nè. Cái ông ngồi vậy liền luôn. Hảo hán mà thấy ma thì phải chạy chứ mọi người. Có hảo hán thì thấy ma cũng phải chạy chứ. Trời ơi, bye bye Hảo huynh đệ. Chạy. Đang tính kiếm cái tay giùm ông này. Tưởng cái tay giả, ai về là cái tay thiệt bị chặt. Cái xong lúc này hả, ông Hải ông chạy quá trời chạy luôn. Cảm ơn Triệu Thị Hạnh nha. Ông Hải ông chạy quá trời chạy luôn, ông lấy hết sức bình sinh ông chạy vậy nè. Nhưng mà hả, kiểu như là ông nghe thấy bên lỗ tai của ông có một cái giọng nói, nó nói bên tai ông, giống như là cái người đàn ông đó, ông có chạy cỡ nào thì cái người đàn ông nó cũng ở gần ông vậy đó. Cái giọng nói đó nó cứ nói bên tai ông vậy nè. Ông anh, có gì ông anh kêu á là người nhà của tôi á ra hốt xác tôi nha, chứ tôi nằm đây cũng bữa giờ rồi đó, chắc người nhà tôi lo cho tôi lắm. Địa chỉ nhà tôi là, ông anh nhớ kỹ nha. Thì cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo mới giấu cái địa chỉ của cái chú đó. Chuyện là chuyện hoàn toàn có thật nha các bạn, bởi vì cái chuyện này cái chuyện ông ngoại của bạn đã gửi cho bạn, đã kể lại cho bạn nghe, kiểu mà trong họp, lúc mà họp gia đình đó, lúc mà chuyện đó xảy ra là bạn cũng biết mà. Thì cái lúc này ông ngoại của bạn sợ quá. Ông ngoại của bạn nghe cái tiếng bên tai gì, ông ngoại sợ quá, cái ông ngoại của bạn là ông Hải á té xuống dưới đất ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau ông ngoại tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong lều rồi. Có nghĩa là ông có nghĩa là sáng dậy là thấy nằm trong lều, mà trong khi là lúc đó là té ở ngoài, nhưng mà không hiểu tại sao mình lại vô trong lều, mình có thể quay lại lều được. Thì cái lúc này đó là ông Hải ông mới kiểm tra lại cái quần. Ông mới kiểm tra lại cái quần thì thấy cái quần ướt. Là hôm tối hôm qua cũng không đi đái được luôn, mà cái quần nó ướt nhẹp, nó khai rình. Cái xong rồi hả, sợ quá thì về nhà kể cho gia đình nghe. Gia đình thấy ghê quá thì gia đình mới hả nói là người ta đọc cái địa chỉ ở đâu, thì gia đình mới hả lần theo cái địa chỉ đó tới cái nhà của người kia. Thì đúng thiệt là cái địa chỉ đó, những cái người mà ở cái địa chỉ đó đó, người ta bị mất tích một người thân. Có một người thân của người ta bị mất tích. Xong rồi hả, người ta nghe kể vậy đó, cái xong người ta chạy ra ngoài cái mảng, người ta đào lên ngay cái chỗ mà đêm hôm qua ông Hải đi theo luôn, ngay cái chỗ mà đêm hôm qua ông Hải ông thấy á, ta đào lên ta thấy xác của cái người đó. Xong rồi hả, người ta mới kêu thầy, tại vì cái xác không có lành lặn, cái xác bị mất một cái tay rồi. Xong rồi bắt đầu người ta mới kêu thầy, thì thầy mới nói là cái cánh tay á, nó nằm ở dưới ao, cái ao gần đó. Thì bắt đầu người ta mới lôi lên, thì kiểu giống như là các bạn hiểu á, là ở dưới cái ao rồi cá này kia cái kiểu á, nó rỉa cái cánh tay nó còn xương không à mọi người. Thì mới thấy là cái xương đó thì mới đem về gọi là để làm nấm ma cho cái người đàn ông đó. Ghê lắm mọi người ơi, tội tự nhiên giết người ta khát máu mà. Một câu chuyện tiếp theo, mình không biết bạn này có muốn giấu tên không để mình kiếm tên bạn này mọi người. Các bạn nhà nhà các bạn có bị lắc mạng không ạ?
Cảm ơn Anna nha. Trời, đợi mạng lát. Cái chuyện này hay lắm nha mọi người, cái chuyện này hay lắm. Rồi ok, bạn này không có nói tên cho nên là bảo sẽ kể, bảo sẽ đặt tên nha mọi người. Bạn này mình đặt tên là Mỹ Liên đi. Bạn này đặt mình đặt tên là Mỹ Liên. Ok. Cảm ơn Kỳ Lam đã tặng quà cho Bảo nha. Thì cái bạn Mỹ Liên này á là bạn là người ở Thanh Hóa. Thì cái bạn này chuyển lên Hà Nội để học với lại người bạn của mình, học với người bạn cấp 3 của mình. Thì cái bạn Mỹ Liên này học đại học xong rồi vừa học vừa đi làm, sau khi ra trường vẫn đi làm, vẫn ở lại Hà Nội để làm. Nhưng mà có một điều là bạn của bạn Mỹ Liên này lấy chồng. Bạn Mỹ Liên này sinh năm 97 nha các bạn. Thì bạn của bạn Mỹ Liên này mới lấy chồng. Sau khi mà lấy chồng xong thì tất nhiên về nhà chồng rồi các bạn. Thì cái bạn Mỹ Liên này còn có mình à, cho nên bạn Mỹ Liên này quyết định là sẽ đi ra một thuê một cái căn nó nhỏ hơn. Thì bạn Mỹ Liên thuê một cái căn chung cư mini, nó nằm ở tuốt sâu ở bên trong hẻm, cho nên giá rất là rẻ luôn. Chung cư mini là giống như là nó chỉ có khoảng, nó giống như là một cái nhà thiệt vậy các mọi người, nó giống như là một cái nhà thôi, nhưng mà nó có cỡ 8 tầng 10 tầng, nó có cỡ 8 tầng 10 tầng. Và ở ngay cái chung cư mini đó, thí dụ như mỗi tầng á là nó sẽ có thể có ba hộ, nhưng mà thật sự là nó chỉ là giống như là một cái phòng của Bảo thôi, nó mà rộng hơn chút xíu. Thì người ta gọi là chung cư mini, nó có đầy đủ tiện ích luôn. Thì giá thành của nó sẽ từ dao động từ 4 triệu cho tới 8 triệu là giá là ok nha, tùy cái phòng nè, nó rộng rãi và nó đẹp như thế nào. Ok, rồi mình sẽ kể. Thì cái bạn Mỹ Liên này ở đó là ở tầng 3. Thì bạn ở đó một khoảng thời gian á, thì đêm á nha các bạn, đêm thì bạn Mỹ Liên nghe có tiếng bước chân. Có tiếng bước chân đi nha, đi cầu thang. Nhưng mà ở đó tất cả mọi người ở cái chung cư đó đó, cảm ơn chị Thị Hạnh nha, tất cả mọi người ở cái chung cư đó nó đều có thang máy hết, cho nên là người ta sẽ thường người ta sẽ chọn đi thang máy. Và cái thang máy ở cái những cái chung cư mini này thường thường là nó đi rất là nhanh, nó lên như diều gặp gió vậy đó mọi người, nó lên xuống rất là nhanh. Thì bạn mới thắc mắc là đêm rồi, thường là những cái người mà thuê ở đây á là người ta đều là dân đi làm hết, người ta về sớm lắm, người ta về rất là sớm, vậy người ta còn nghỉ ngơi nữa, không có ai về trễ như vậy hết, không có ai về trễ như vậy hết. Nhưng mà cái tiếng là cái tiếng guốc, cái tiếng đi guốc nghe lợp cộp vậy đó, mà đêm nào cũng nghe, thậm chí là bạn còn nghe tiếng cười của một người phụ nữ và tiếng hát nữa, rất là ồn luôn nha mọi người. Cho nên là bạn không có ngủ được, cho nên bạn cũng đi lân la dò hỏi là những cái người ở cùng tầng 3 của bạn á là có ai mà hay đi về đêm không, hay đi đêm khuya cái giờ đó không, giờ đó là giờ tối khuya rồi, 2-3 giờ sáng rồi mà về giờ đó không. Thì người ta có nói là không, trời đất ơi điên quá à, có làm gái đâu mà đi 2-3 giờ sáng vậy, trời ơi tôi đâu có làm gái đâu bà, tôi đâu có làm gái mà đi 2-3 giờ sáng. Nhưng mà tôi cũng nghe như bà vậy đó, tôi cũng nghe như bà là tối tôi nghe có tiếng bước chân của người đi lên cầu thang đó. Cái xong rồi tôi nghĩ là ủa tại sao không đi thang máy cho nó đỡ, cho nó tiện ha. Tôi nghĩ là chắc mình ở tầng 3 cho nên là nó cũng thời gian đi lên nó cũng nhanh á, cho nên đi lên đi xuống cho nó khỏe người. Mà ai giờ không ai đi giờ đó hết hả, ghê quá. Xong rồi hả, cái bạn này á, cái bạn nghe mình nghe bạn này kể thì mình nghe bạn này cũng hơi tánh, cũng hơi quạo. Thì cái bạn Mỹ Liên này á, hôm đó như bạn có kinh, hôm đó bạn có kinh cho nên bạn cáu á, bạn có kinh bạn cáu bạn quạo á, không có được như thường ngày, bạn quả lắm. Cái xong rồi hả, bạn nghe có tiếng bước chân ở ngoài đó, 3 giờ sáng nha, bạn nghe có tiếng bước chân ở ngoài đó. Xong rồi hả, bạn còn nghe tiếng hát nữa, mà đêm không được ngủ, mà cộng đang có kinh mà nghe tiếng hát nó ồn. Bạn quay qua bạn kêu, tối khuya rồi không cho ai ngủ hết vậy? Đéo cho ai ngủ hết thiệt vậy luôn á hả? Hát cái gì? Hát cái máu. 300, hát cái máu. Đó, bạn chửi. Bạn chửi gì đó, trời ơi bạn là người bạn ở Hà Nội mà mọi người, chửi gắt lắm mọi người, chửi quá trời gắt luôn hả. Xong rồi mày có tin hả, là tao kêu chủ nhà hả còng đầu mày ra khỏi cái chỗ này không, trời ơi chửi gì đó mọi người, chửi ghê lắm, chửi gắt lắm. Các bạn nghe chửi là các bạn biết rồi ha, máu
là các bạn biết rồi, thứ dữ rồi đó. Trời ơi, gì mà chửi đụng con gái bắt là trời ơi, chửi tới sáng luôn, chửi đầu thai không kịp luôn. Xong rồi hả, chửi xong thì cái tiếng nó im nha mọi người, cái tiếng nó im. Cái xong rồi sáng ngày hôm sau thôi, quả táo tới với bạn liền. Buổi sáng hôm đó bạn đi làm về, buổi chiều ngày hôm đó bạn đi làm về thì bạn bước vào trong thang máy. Các bạn biết không, bạn vừa mở cái thang máy ra, các bạn đi vô trong thang máy, bạn bấm đóng thang máy lại để bạn đi lên lầu mọi người, thì cái thang máy nó không có đóng lại. Nó cứ vậy nè, nó cứ ra rồi nó lại, nó ra có chút xíu à, nó đóng lại có chút xíu, xong rồi nó lại ao lại vị trí cũ, bởi vì giống như là có ai đứng ngay cái chỗ thang máy đó, đứng ngay cái cửa, cho nên cái thang máy nó không đóng lại được mọi người. Mà bạn Mỹ Liên cứ đứng đó hoài luôn. Cái lúc này tự nhiên bạn Mỹ Liên ớn lạnh, ớn da gà, nổi da gà. Xong rồi bạn Mỹ Liên thì lúc này tự nhiên có một người nào đó, người ta cũng về, xong người ta cũng bước vô thang máy luôn. Cái xong mà người ta bấm thì được, nhưng mà bạn Mỹ Liên bấm thì không được nha. Rồi ok, bạn Mỹ Liên cũng không nghĩ gì nhiều. Cái tối ngày hôm đó là bạn Mỹ Liên có hẹn đi cà phê với bạn. Thì bạn Mỹ Liên đi xuống, thì khi mà bạn Mỹ Liên đi xuống thì bạn kiểm tra là quái lạ là bạn đã mang theo cái chìa khóa rồi. Lúc mà đi ra ngoài là bạn đã cầm theo cái chìa khóa rồi. Thì bạn đi lên, đi vô, bạn nghĩ là mình rớt trong thang máy, cái bạn vô trong thang máy bạn tìm. Cái xong là bạn tìm khắp nơi luôn rồi, bạn tìm. Bây giờ bạn đâu có chìa khóa đi vô phòng đâu, cái chìa khóa nó rớt vòng vòng đó thôi. Thì bạn tìm quá trời luôn, mà bạn tìm trong thang máy nha các bạn, bạn tìm kỹ lắm. Cái thang máy nó có nhiều đâu, bạn tìm kỹ lắm, không thấy. Xong là bạn nhờ chú bảo vệ tìm thì chú bảo vệ vô cái thấy cái một. Nó nằm ngay cửa luôn. Cái chìa khóa đó của bạn nó nằm ngay cửa luôn. Đó là cái thứ nhất nha. Xong rồi bạn cũng không nghĩ gì. Cái tối sau khi mà bạn đi cà phê xong với bạn của bạn về á, thì lúc đó là 11 giờ tối. Thì bạn về, thì lúc này á, thì cái thang máy á, thì bạn thấy là có ai đó đã bấm thang máy đi lên tầng 7 rồi. Tại vì cái chung cư mini đó nó có 8 tầng, thì ai đó bấm thang máy lên tầng 7 rồi. Mà bạn bấm hoài và bạn chờ hoài không thấy cái thang máy nó xuống. Cho nên là bạn quyết định nha, bạn đi thang bộ. Trời ơi các bạn ơi, Bảo đã từng ở chung cư mini rồi cho nên Bảo biết. Má cái thang bộ ở chung cư mini á, nó hay ghê lắm mọi người. Buổi tối á, nó ghê lắm. Nó nhỏ hẹp mà kiểu nó cũng vừa đủ, nhưng mà nó rất là tối và âm u, sợ lắm. Cái xong rồi các bạn đi lên, thì bạn đi lên tầng 2 nha, lầu của bạn là tầng 3. Bạn mới vừa đi lên tầng 2, các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy nguyên một người con gái mặc bộ đồ học sinh, áo sơ mi trắng và váy ngắn tới đầu gối, đứng quay lưng về phía bạn. Cái lúc này bạn vừa thấy người con gái đó, bạn ôi trời ơi, đúng kiểu chưa, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi trời ơi mẹ ơi, vậy đó bạn, vậy đó. Cái xong rồi tự nhiên bạn vừa la xong, cái người con gái đó chạy một mạch lên, đi lên trên lầu luôn. Cái xong rồi bạn mới nghĩ là chắc người con gái đó ngại vì đã làm bạn sợ, cho nên là người con gái nó mới bỏ chạy như vậy. Nhưng không các bạn à, bạn Mỹ Liên, bạn vừa đi lên tầng 3, bạn thấy người con gái đó tiếp. Bạn thấy người con gái đó tiếp. Và lúc này người con gái đó đứng sát ngay cái hành lang vậy đó, không kiểu mà không cho bạn đi qua luôn. Thì bạn mới kêu là bạn ơi, mặc dù là nó mặc đồ học sinh nha, nhưng mà bạn xưng là bạn ơi, bạn đi ra cho mình đi vô đi bạn. Bạn đứng dậy mình không đi vô được. Cái xong rồi hả, cái người con gái đó vẫn quay lưng nha mọi người, vẫn đưa lưng về phía bạn. Người con gái đó giống như là xích cái chân qua đi, nép cái người quay này cho các bạn Liên đi qua. Thì cái phòng của bạn Liên sát đây nè, bạn chỉ cần quẹo cái là tới rồi. Tự nhiên bạn đi qua, cái người con gái đó ngán chân bạn cho bạn té. Thì cái lúc này bạn quay qua thì cái người con gái đó biến mất rồi các bạn. Thì bạn mới chửi, bạn cũng không nghĩ là ma đâu, bạn quay qua bạn chửi nè. Ê, chơi gì kỳ vậy? Lớn rồi nha, không ai chơi vậy nha. Chơi thì mất dạy nha. Cái xong là bạn đi vô. Trời ơi, tánh bạn cũng cá tính quá mọi người. Cảm ơn chị Thị Hạnh nha, cảm ơn Hana nữa nha. Tánh bạn cũng cá tính quá ha. Cái bạn chửi xong bạn đi vô, thì bạn hả, bạn nằm ngủ. Thì tối hôm đó bạn nằm ngủ bạn nằm mơ nha. Bạn nằm mơ thấy có một người con gái. Cái người con gái hồi nãy mặc cái đồ học sinh đó đó, đứng, bạn nằm ngủ đây nè, đứng ngay cái chân giường của bạn. Người con gái nó nói là
tao buồn quá, tao chọc mày chút xíu thôi mà mày làm cái gì mà mày chửi tao căng dữ vậy? Tao buồn quá, tao chọc mày chút xíu thôi mà mày làm gì mày chửi tao dữ vậy? Mày thích chửi tao không? Mày thích chửi tao không? Cái lúc này hả, lúc này bạn mới sợ quá, bạn mới tỉnh dậy luôn. Bạn mới tỉnh dậy luôn, khi mà bạn tỉnh dậy á là bạn cảm thấy nổi da gà luôn các bạn. Bạn nổi da gà luôn, các bạn ớn lạnh luôn. Mồ hôi của bạn đổ nhễ nhại. Thì cái lúc này bạn vừa tỉnh lại, bạn nằm mơ, bạn thấy cái người đó đứng ngay cuối giường đúng không? Bạn tỉnh lại là cái người đó biến mất đúng không? Thì lúc này bạn vừa ngồi có chút xíu thôi thì bạn lại nghe ở ngoài nó có tiếng bước chân đi lên cầu thang và nó còn hát nữa, như nó đang trêu ngươi bạn vậy đó. Giống như là mày kêu tao im hả? Tao không im. Mày kêu tao đừng hát nữa, tao hát tiếp. 3 giờ sáng. Trời ơi là trời. Nó chơi double kill bạn luôn. Nó mới vừa cho bạn thấy giấc mơ, bạn tỉnh dậy cái nó ở ngoài hành lang tiếp, nó quậy bạn tiếp. Xong rồi hả, sáng ngày hôm sau á thì bạn mới kiểu như là kêu chú bảo vệ check cam lại là ngày hôm qua coi cái người con gái đó là ở phòng nào. Cái người con gái đó ở phòng nào? Tại vì bạn nghĩ là chắc bạn tức cái người con gái quá bạn nằm mơ thôi. Cái bạn mới kêu bảo vệ check cam lại là và lúc 11 giờ đêm bạn về nhà á là coi là cái lúc mà bạn đi lên cầu thang á là cái người con gái đó chạy đi đâu. Thì khi mà bạn check cam lại các bạn thì rất là bàng hoàng, ngỡ ngàng, hết sức là ngã ngửa. Hoàn toàn trong quá trình mà bạn từ khi về tới nhà cho đến khi đi lên lầu thì chỉ có bạn thôi, không có ai cả. Và tất cả mọi chuyện đều giống như là cái cam đó cho thấy là bạn tự biên tự diễn luôn. Giống như là bạn xem lại cam á thì bạn thấy là bạn tự hết hồn luôn, xong rồi bạn này bạn kia luôn. Giống như là đáng lẽ là phải có cái người con gái đó, nhưng mà coi cam lại thì chỉ có một mình bạn thôi. Lúc này bạn sợ, bạn khóc luôn, bạn rung. Trời ơi chú ơi, con gặp ma rồi chú ơi. Nói chị chú bảo vệ đó, trời ơi chú ơi, trời con gặp ma rồi, trời ơi là trời, sợ quá. Bạn khóc quá trời, bạn rưng rưng rồi. Thì lúc này chú bảo vệ chú mới kể là con thấy hả, nhỏ đó là con của ông bà chủ của cái chung cư mini này đó. Nó cũng sinh năm, nó sinh năm 97 bằng tuổi luôn. Là cái con ma đó sinh năm 97 bằng tuổi cái bạn mà gửi câu chuyện này cho bảo là bằng tuổi bạn Mỹ Liên luôn á. Cái xong rồi hả, ông mới kể là con bé này nó bị thất tình. Nó học cấp 3 nhưng mà nó bị thất tình. Bồ bỏ hay sao đó, nó mua thuốc ngủ về, nó uống thuốc nó tự tử. Nó tự tử, nó chết trong phòng của nó đó. Xong rồi sau này ba mẹ của nó kiểu không có muốn ở trong cái nhà nó nữa, kiểu mà nhớ con gái á này kia, kiểu không muốn ở trong nhà đó nữa, cái mới xây thành cái chung cư mini để cho thuê vậy á. Vậy là gặp rồi đó các bạn. Xong rồi bắt đầu hả là bạn bị như vậy, xong bạn nghe chú bảo vệ nó kể vậy á, cái bạn kêu là trời đất ơi, thay vì chú đừng kể, chú kể xong rồi con muốn chuyển liền. Cái xong rồi bắt đầu bạn sợ quá, bạn mới chuyển nhà. Bạn mới bắt đầu chuyển nhà nhưng mà lúc đó là bạn cũng bận á. Mà trong cái khoảng thời gian đó là bạn bị cái người con gái nó phá hoài luôn. Thì bạn bận quá rồi, xong rồi bạn nhờ bạn của bạn đi coi nhà giùm. Thì cái ngày hôm đó là bạn của bạn cũng hả đi coi nhà giùm bạn. Cảm ơn Kimberly nha. Bạn cũng đi coi nhà giùm bạn rồi bạn kêu là ừ, tao coi được cái nhà này rồi nè, bây giờ mày đi coi với tao đi, hôm nay mày đi coi với tao đi. Thì bạn đi coi xong này kia cái kiểu. Cái xong là bạn cũng lựa, cùng mình cũng phải lựa chứ. Xong là bạn lựa được cái căn nào đó ở gần công ty của bạn. Thì tối ngày hôm đó bạn đi về nha bạn. Tối ngày hôm đó bạn nằm, tối mới như là con ma nó linh lắm các bạn. Nó biết mình làm gì mà, mình đọc được suy nghĩ mình mà. Người vong hồn nó đọc được suy nghĩ mình. Cái xong rồi đêm á, cái bạn Mỹ Liên bạn mới nằm mơ thấy cái người con gái đó. Người con gái nó kêu là mày tính bỏ tao hả? Mày làm vậy rồi tao chơi một mình sao? Mày thử bỏ tao đi, tao cho mày gãy cái chân của mày luôn, tao cho mày quẹo cái giò của mày luôn. Mày thử bỏ tao đi, tao cho mày quẹo giò. Cái xong rồi các bạn biết sao, sáng ngày hôm sau cái bạn Mỹ Liên này đi làm, bạn mới vừa bước vô thang máy thôi, giống như là có ai đó xô bạn nha các bạn, cái đầu gối của bạn té đập vô thành thang máy, đập cái bắp luôn. Trời ơi, nó đau,
Xong lúc này bạn cọc quá, bạn cấu quá, má nó thiệt chứ. Bạn kiểu chịu không nổi rồi. Bạn mới quay qua kêu là: "Mày không có chơi, mày không có chơi cái kiểu đó nha. Mày hù tao vậy, tao sợ tao đi đúng rồi. Còn muốn gì nữa?" Bạn nạt kêu gì đó các bạn, bạn nạt kêu gì đó. Cái xong rồi hả, bạn bạn quyết định là bạn bạn lúc đó là cũng không có chuyển nhà được các bạn. Thời điểm đó bạn không, bạn bị gì mà bạn không chuyển nhà được. Cho nên là bạn quyết định bạn sống với lũ luôn. Thì kiểu như là chú bảo vệ kêu là ở dưới á có một cái phòng đó lúc nào cũng khóa hết trơn á. Cái phòng đó là phòng thờ của nhỏ gái á các bạn, của nhỏ gái của ông bà chủ á. Thì kêu là: "Con nè, con muốn mà cúng á thì con vô đó con cúng nó đi, để kiểu mà giống như là dĩ hòa di quý đi con, kiểu mà thôi lỡ con lỡ chửi nó thì con xin lỗi nó đi." Thì cái lúc này hả, bạn mới kêu là: "Ờ thôi con biết rồi." Ban đầu là chú bảo vệ kêu vô thắp nhang thôi, nhưng mà bạn thì bạn muốn là cúng này kia cho nó phải lễ á. Thì đêm hôm đó bạn nằm mơ, bạn ngủ bạn nằm mơ thấy nhỏ đó nha các bạn. Nhỏ nói lại, nó nói như là: "Nè, mày cúng với tao á thì mày cúng nho với xoài nha. Mà xoài á, tao không ăn được xoài chợ. Mày vô siêu thị mày mua xoài cho tao, mà mày phải mua cái xoài ngọt nha. Tao không có ăn xoài chua, tao không có biết ăn xoài chua đâu. Mày nhớ mua nho cho tao nha. Tao chỉ thích ăn hai cái món đó thôi. Có cúng tao thì cúng như vậy." Trời ơi là trời. Cúng mà cúng order. Order. Trời dữ quá rồi bà. Dữ quá rồi. Mà nó đòi siêu thị, mà siêu thị ở Hà Nội á, siêu thị ở Hà Nội là như 8 giờ người ta mới mở. Cho nên là bạn cũng hả, cái giờ bạn đi làm là 6 giờ. Cái xong rồi bạn cũng canh là giờ trưa đi, bạn đi siêu thị đi mua cho vừa cái nương của nhỏ đó. Xong rồi cúng, xong rồi bạn ở đó thì cái thời gian bạn ở đó thì kiểu mà chỗ kể ớt với gà là các bạn, bạn sống với lũ á, bạn sống với lại cái con ma đó đó mà thành bạn bè luôn, kiểu không, kiểu như là bạn mỗi lần mà bạn đi chơi đêm về á, bạn này đi chơi đêm về nha, là bạn sẽ ngủ trễ, bạn dậy trễ không có đi làm, dậy đi làm trễ á, cho nên hả là cái con ma đó đó các bạn, nó kêu bạn dậy, mà nó kêu bạn gì nè, báo thức kêu bạn dậy không được, con ma kêu bạn dậy, con ma đưa sát mặt bạn, nó đưa sát cái mặt nó vô như nè, xong nó trợn mắt lên, nó khều bạn vậy nè, nó chỉ bạn vậy nè, dậy đi làm, mà nó trợn mắt này nó kêu dậy đi làm mày, dậy đi làm, trời ơi bạn nói hả, bạn ở đó bạn tụt huyết áp riết luôn á, mẹ nó sợ quá, con mắt của bạn ngứa quá, nó nổi loạn vậy, nó ngứa, bạn nói là trời ơi, con ma nó làm bạn tụt huyết áp miết luôn, bạn sợ quá, bạn nó cứ trợn mắt lên mỗi lần mà bạn không có dám dậy trễ luôn, mỗi lần mà nó kêu vậy là nó trợn mắt lên, nó ghê lắm, nó lè lưỡi làm lum lá trơn. Dậy đi làm mà nó vậy đó, mỗi lần mà bạn ngủ trễ là nó sẽ kêu bạn dậy để bạn đi làm. Thì hả, cái đợt dịch gần đây nè, bạn kiểu mà giống như là bạn được work from home á, là dịch nha mọi người, là bạn vẫn còn đang ở đó đó. Dịch thì bạn work from home, công ty bạn kêu là bạn làm ở nhà đi, cho nhân viên làm ở nhà. Thì bạn làm ở đó, bạn ở đó thì bạn chán quá cho nên là bạn muốn về quê. Thì trước khi mà bạn về quê, bạn có cúng cho con ma, bạn thắp nhang cho con nhỏ đó, bạn kêu là: "Nè, tao đi mày đừng ở đây mày buồn, tao đi á, tao ở đây tao chán quá, với lại hả tao đi có ba má tao lo cho tao này kia, dịch này kia các kiểu, mày hiểu không, mày hiểu nha, đừng có giận tao, với lại hả mày đừng có ở đây mày buồn quá là mày chọc những người ở trong chung cư này nha, trời ơi mày gặp mày hơn thì mày gặp tao, chứ mày gặp đứa nào mà ác hơn tao, trời ơi mướn thầy về để chụp dông mày là tới công chuyện á, thôi cho nên là thôi tao đi nha, có gì hả hết dịch tao lại lên lại." Cái xong rồi tối các bạn, tại vì cái bạn Mỹ Liên này á, bạn sợ là đông, sợ là dịch, cái xong rồi đông này kia, kiểu mà trước dịch á, trước khi bắt đầu có giãn cách á, lâu á, bạn muốn đi về quê á, thì bạn lựa vé xe là 3 giờ sáng. Bạn kể lại, lựa vé xe là 3 giờ sáng nha, đi cho nó đỡ đông. Thì khi mà, thì 1 giờ mấy 2 giờ là bạn dậy rồi, để bạn chuẩn bị đi rồi. 3 giờ sáng, 1 giờ mấy 2 giờ 1 giờ mấy, 1 giờ mấy gần 2 giờ là bạn đã chuẩn bị đi rồi. Thì bạn vừa bước vô phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt, các bạn đi ra cái bạn thấy nó đứng chừng dần trong nhà, trong phòng của bạn luôn, mà nó đứng ngay cửa ra vào á, xong nó quay lưng lại vậy. Mà cái môn nó thâm nha, các bạn biết sao không? Tại vì á là người ta chết vì người ta uống thuốc tự tử á, thì thường thường là những cái người đó môi người ta sẽ thâm. Nếu mà bạn gặp cái vong nào mà cái vong đó môi thâm á, là người ta uống thuốc tự tử hoặc người ta bị đầu độc chết đó. Cái xong rồi cái con đó nói nha, cẩn thận nha, đi về quê cẩn thận nha, dịch đừng đi ra đường, không ra đường có ra đường là có chuyện đó.
ra đường là nhiều khi mày mày xuống này với tao, chơi với tao đó. Cho nên là ở trong nhà nha. Đi cẩn thận, bye mày. Trời ơi, má ơi, nó biến mất ngay trước mặt bạn luôn các bạn ơi. Ôi là trời, nó biến mất ngay trước mặt bạn luôn. Dễ thương ha. Dễ thương ha. Dễ thương ha. Dễ thương. Dễ thương ha. Kiểu như là sau cái câu chuyện này mình các bạn sẽ hiểu được một điều, giống như là mình dễ thương với cái vật thể gì đó thì cái vật thể đó sẽ dễ thương lại với mình. Má có nhìn phết đáng yêu ghê dặn dò. Nhưng mà gì nè. Hello Kim Sun Chun. Nhưng mà gì nè. Có một đợt á, bạn ở đó đúng không? Thì bạn đi ngoài đường, bạn nhớ là bạn đi mua cái gì đó. Bạn đi mua cái gì đó xong rồi tự nhiên bạn đang đứng bạn dò đường này nè. Có một cái xe tải container nha các bạn, nó bị mất tay lái hay sao đó mà nó quẹo một cái vô. Trời đất ơi, nó quẹo một cái vô phía bạn đó nha. Ai cũng nghĩ là cái xe container đó nó sẽ đè bẹp dí bạn rồi. Nhưng mà không, may cho bạn là cái xe container đó nó cự ly nó sát bạn như đây nè. Nó đụng vô trong vách tường nhưng mà nó sát bạn như đây nè. Cái xong rồi tối hôm đó bạn về, bạn nằm mơ, bạn thấy cái con ma đó nắm đầu bạn dậy chửi, kêu là mày đi đường mà mày không cẩn thận gì hết, cắm mặt vô cái điện thoại, ký đầu mày ghê, không có ông bà mày độ mày, với tao đi theo độ mày chắc mày chết rồi, mày xuống đây với tao rồi đó. Trong cái tháng này là cái tháng xui của mày, tao cấm mày đi ra đường. Không có việc gì thì không có đi ra đường. Đi làm rồi về nhà. Cái tháng này là tháng xui của mày, không có đi chơi. Tao mà thấy mày đi chơi nha, tối tao hiện về tao ghi đầu mày. Không có ông bà mày đổ với tao, đổ là coi như là tiêu mày rồi. Mày xuống đây mày chơi với tao rồi, hai đứa mình chơi dây dây me me rồi. Tức mày ghê. Kiểu vậy, cái đó bảo thêm vô nha mọi người. Nhưng mà con ma cô te mọi người ha. Thương bạn, thương bè. Bốn chín gặp 50, hai bà chơi chung với nhau đáo để, đáo để như nào mà đáng yêu ghê. Các bạn share livestream cho mình nha, cảm ơn hồi nãy giờ, cảm ơn các bạn, những cái bạn mà đã tặng đậu cho mình cảm ơn mình rất rất là cảm ơn các bạn đã tặng đậu cho mình cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp câu chuyện tiếp theo. Và bé này xin phép được giấu tên cho mọi người, thì bé này bị giấu tên. Các bạn có biết con mắt âm dương không ạ? Thì bé này là một dạng con mắt âm dương. Và bé này đúng thiệt sự là một người sinh ra có con mắt âm dương luôn nha mọi người. Thấy ma như cơm bữa, thấy ma như người thường luôn. Mình xin phép được đặt tên. Cảm ơn Kỳ Lam nha, trời cảm ơn Kỳ Lam nhiều lắm. Bé này mình xin phép, cảm ơn Triệu Thị Hạnh nha. Bé này xin phép được đặt tên là Thảo Nguyên nha. Bé này xin phép được đặt tên là Thảo Nguyên. Thì cái bé này là ngay từ nhỏ là bé đã thấy ma rồi. Cảm ơn Phương Anh. Ngay từ nhỏ là bé thấy ma rồi, mà thấy kiểu như là lúc đó bé còn nhỏ, thì con nít mà, thì bé tưởng là người thường thôi, bé không nghĩ gì nhiều. Và nhà của bé, tất cả mọi người trong nhà của bé đều có căn, và đa số là đều thấy được ma. Có người thấy ít, có người thấy nhiều thôi. Nhưng bé Thảo Nguyên là một người sinh ra để làm thầy. Thì bé là cái năng lực tâm linh của bé là nó mạnh nhất trong nhà. Bé còn nhỏ là bé thấy hết, nhưng mà tới năm, có một khoảng thời gian bé không thấy nữa, cho tới năm lớp 8 bé thấy lại. Thì cái bé Thảo Nguyên năm đó thì ông Cóc ở nhà bé chết. Cái ông đó tên là ông Cóc, thì bé là người thấy ông về, mà về với bé nữa, mà kiểu như là lúc đó là bé còn nhỏ, bé sợ ma lắm. Nhưng mà bé nhận thức được lớp 8 là bé nhận thức được rồi, là thấy ông đó là người chết rồi, nhưng mà về thì bé rất là sợ. Thì tới năm cho bé, lúc đó thì bé thấy hạn chế thôi, nhưng mà tới năm lớp 12 thì bé thấy nhiều hơn. Tới năm lớp 12 thì bé thấy nhiều, rất nhiều luôn. Các bạn biết hả, bắt đầu năm lớp 12 nha, là bé thấy rải rác nha, đi ngoài đường thấy bóng trắng nha. Rồi xong nửa đêm đang nằm, tại vì cái lầu của bé là ở trên cao á. Ở trên cao thì cái cửa sổ á, không có ai đi qua được hết trơn các bạn. Vậy mà nửa đêm đang ngủ, tự nhiên có cái bóng trắng đi ngang qua.
cái bóng trắng nó đi ngang qua nha mọi người, mà các bạn biết hả, thấy quỷ luôn, thấy ma mà thấy quỷ luôn. Mà đi ra ngoài đường là thấy nha, những con quỷ rất là kỳ dị. Mà đi ví dụ như là đi ra ngoài cầu á, đi ra ngoài cầu đồ á, là thấy mấy con ma nó xếp hàng. Đi ra ngoài cầu đồ là thấy mấy con ma nó xếp hàng đồ, kiểu người mất mắt, người mất miệng, người bị nát mặt, người bị chảy, người trực máu đầy đòi đầy mặt này kia, kiểu thấy quỷ luôn, quỷ nanh, quỷ này quỷ kia. Trời ơi, bé thấy mà ban đầu bé thấy mà bé sợ luôn á. Cái khoảng thời gian đầu mà bé thấy nhiều như vậy á thì bé bắt đầu sợ hãi rồi, bé bị sụt cân rồi, bé bị ám ảnh này kia các kiểu, bé sợ lắm. Thì hả, bé có nói với lại nhà của bé, bé có nói với lại nhà của bé, bé có kể là bé thấy như vậy. Thì nhà của bé, cậu của bé là cái người, cậu của bé là một cái người mà rất người, cậu bé làm thầy, thì cậu của bé là một người rất là uy tín. Cậu của bé nhiều người tới coi lắm, nhiều người tới coi cậu bé lắm. Thì cậu của bé có nói là thiệt ra là con có thể thấy được ma, cái năng lực tâm linh của con nó lớn lắm. Thầy cậu có xem tướng cho con, có xem tử vi cho con, thì số của con là nó rơi vào cái sao nào đó, sao nào đó, sao cái gì ở một cái vị trí nào đó, nó rơi vào cái sao nào đó, thì chính vì nó rơi vào cái đó cho nên là thấy nhiều như vậy. Cho nên là nhạc bình thường mà em, bảo này, bảo dặn nhỏ hết mức rồi đó các bạn ơi, bảo dặn nhỏ hết mức rồi. Chính vì cái đó cho nên là bạn mới thấy nhiều. Thì cậu của bé là có kêu là ngay từ nhỏ là cậu đã làm kiểu mà làm phép với lại là ếm lên người cháu là để cho cháu hạn chế không thấy rồi. Nhưng mà càng ngày càng lớn á, hồi nhỏ thì cái năng lượng tâm linh nó thấp thôi, nhưng mà càng ngày càng lớn thì năng lượng tâm linh nó càng cao, cho nên là càng khó để kìm lại. Cho nên là bé mới thấy nhiều như vậy. Thì cái lúc này hả, cái bé Thảo Nguyên bé sợ lắm, tại vì bé thấy quỷ ở ngoài đường mà nó đi cái tướng rất là lạ, nó bò lên trên tường nha, thấy quỷ nó bò lên trên tường, nó bò lên trên cây, tại vì mấy con quỷ nó hay ở trên cây á mọi người, mấy con quỷ nó hay ở trên cây á. Cho nên là bé đi ngang cái là bé thấy có người bò lên trên cây là bé biết rồi, mà bò như là một con nhện, con người mà bò như một con nhện như nó ghê lắm. Bé khóc quá trời luôn. Thì lúc này hả, cậu của bé mới có đi lên trên núi. Có một cậu của bé có một người bạn trên núi, thì cái người bạn này nó cũng thiên về tâm linh này kia, thì mới làm cho bé cái sâu chuỗi. Thì khi mà làm cho bé cái sâu chuỗi đó, nhưng mà bé về nha, chỉ hạn chế thôi, nhưng mà bé vẫn thấy nha các bạn. Và đặc biệt là mấy con quỷ đó biết là bé thấy, biết là bé có thể tu được á, tu thành chánh quả. Thường thường là mấy con quỷ biết mình tu có thể tu thành chánh quả, cho nên nó hay đi phê phá lắm. Cho nên là hả, nó đòi hả giết bé rồi, đòi phá rồi, lợi lum đó chơi, bé sợ lắm. Thì cái lúc này hả, thầy, cái bạn, người thầy bạn của cái cậu của bé với cậu bé hợp sức lại để có thể phong ấn được, kiểu như là có thể hạn chế được cho bé thấy không thấy ma nữa. Thì bé cũng không thấy nữa nha, lúc này là thì không thấy nữa rồi. Cộng cái dòng với lại là cái năng lực của những cái người thầy đó ếm lên, bé không thấy nữa. Nhưng mà bé bị duyên âm, lúc này bé bị duyên âm là gần đây nè, gần đây khoảng thời gian gần đây, thì bé có nằm mơ thấy một cái anh đó, bé nằm mơ thấy đó, thấy cái anh đó bị tai nạn. Cảm ơn Lizzie nha. Bé nằm mơ thấy anh đó bị tai nạn, anh đó máu không à, thì bé thương anh đó lắm, thấy thương anh đó, tự nhiên thấy thương anh đó. Thiệt sự là bất kể cái duyên gì tới với mình, nó cũng có một cái giống như là một cái định sẵn của vũ trụ á mọi người, định sẵn trong tử vi mình vậy đó. Gặp cái anh đó vậy đó, tự nhiên bé động lòng với cái anh đó, mặc dù bé biết là cái anh đó không phải là người luôn các bạn. Bé nhận thức được cái người đàn ông đó trong giấc mơ của bé là không phải là người. Bé biết bé bị duyên âm luôn. Bé biết bé bị duyên âm luôn. Bé Thảo Nguyên biết bị duyên âm, nhưng mà vẫn để cho mọi thứ nó xảy ra. Bởi vì bé thích anh đó. Và bé, nói chung là anh đó dịu dàng với bé. Anh đó là một người đàn ông. Bé nói, bé kể cho bà là anh đó là một người đàn ông mà ở ngoài không có một người đàn ông nào như vậy hết. Rất là thương, dắt bé đi chơi, dịu dàng với bé các kiểu. Và đêm nào bé cũng mong là nằm mơ gặp ảnh hết. Và ảnh rất là dịu dàng, bé thương ảnh cực kỳ. Xong rồi, từ khi mà bé gặp anh này á, thì càng ngày bé càng gầy, gầy như là bị nghiện luôn các bạn, gầy như bị nghiện. Tại vì tiếp xúc với tâm linh nhiều quá, tiếp xúc với lại cái người âm nhiều quá, nó không có tốt. Thì cái đêm hôm đó, như mọi đêm thì bé vẫn muốn gặp ảnh. Thì bé lúc này bé thấy, bé nằm mơ, bé thấy là bé đang mặc một bộ áo cưới của người Trung Quốc màu đỏ. Và anh đó cũng vậy. Thì cái lúc này bé nhận thức được nha, là cái anh này, anh muốn bắt hồn mình. Tại vì một khi mà người âm mà người ta tổ chức đám cưới với mình á,
là người ta sẽ bắt mình đi. Người ta muốn bắt mình đi, người ta muốn bắt hồn, giết mình á, kiểu để đi xuống với anh ta, làm vợ anh ta. Cái lúc này bé khóc, bé nhìn ảnh bé khóc, bé thất vọng. Tại vì từ đầu hai người khi mà bắt đầu nói chuyện hẹn hò với nhau á, trong thì đã nói là âm dương cách biệt, cho nên là mình kiểu như là tri kỷ với nhau thôi. Nhưng mà anh này anh muốn cưới bé này, có nghĩa là đang tổ chức lễ cưới, có nghĩa là muốn cướp hồn bé này đi rồi. Thì bé này khóc, bé này thất vọng quá, bé này không ngờ anh này đối xử với bé như vậy. Thì bé mới khóc, xong rồi bé mới kiểu như là lúc này bé không có muốn, bé cự tuyệt là em không có muốn cưới anh. Thì cái người đàn ông này lúc này hiện nguyên một mặt quỷ luôn, hai con mắt tối sầm lại như hai cái hố, xong rồi cái mặt xanh lè ra gì nào các bạn. Cái xong rồi bé lúc này bé hoảng quá rồi, thì bé mới bỏ chạy, bé Thảo Nguyên bé mới bỏ chạy. Bé bỏ chạy thì bé nghe bên tai ông bà Độ, các bạn, ông bà Độ á, nghe bên tai là quẹo qua bên trái nè, đi qua, đợi xíu cái này lắm, quẹo qua bên trái nè, đi qua cái cầu này nè thì không có sao đâu, sẽ qua được. Thì cái lúc này bé đi, đi bé đi theo cái người đó, bé đi theo cái lời của cái người đó nói trong trong giấc mơ, giống như là Indiscus vậy các bạn. Các bạn có coi Indiscus không? Đó, cỡ vậy đó. Thiệt, những cái phim mà Indiscus đồ á, The Conjuring đồ á, mà có cái bà gì mà bà đi vào trong cái thế giới đó, thiệt nha các bạn nha, cái đó ở ngoài có thiệt đó. Thiệt nha, có những người có năng lực đó, và bé Thảo Nguyên là một trong những người có năng lực đó. Và những cái người thân á, của mình á, những cái người thân của bà Đồng ở bên nước ngoài đồ cũng giống vậy luôn, có thể vẫn là trong linh hồn nhưng mà đi theo để phù hộ cho con cháu mình. Thì bé mới đi theo cái tiếng gọi của cái người đó. Và cái anh mà chỗ kể như vậy, cái anh đó ảnh không rượt theo bé nha, mà ảnh cứ đứng nhìn bé kiểu như là rồi mình sẽ sớm gặp lại tao thôi, kiểu như vậy đó, cho mày bỏ chạy vậy đó, nhưng mà tao chắc chắn là tao sẽ bắt lại được mày, kiểu như vậy. Cái mặt nhìn rất là cái thể hiện ra vậy á. Thì bé đi, bé chạy xong rồi bé tỉnh dậy. Thì lúc này bé tỉnh dậy thì người nhà chung quanh bé đứng chung quanh thấy bé lạnh ngắt à, tưởng bé mất rồi, để tay lên mũi không thấy thở luôn, thấy lạnh ngắt. Mà bé tỉnh dậy vậy, bé tỉnh dậy được lúc đó là xém bị bắt hồn đi rồi. Bé mới kể ra là bữa giờ là bé gặp cái anh đó như vậy vậy đó, anh bé giấu gia đình, bé không có dám nói. Thì bắt đầu hả là cậu của bé biết nha, xong rồi cậu của bé lẳng lặng trừ khử cái dòng đó, không cho cái dòng đó tiếp xúc với bé. Tại vì cậu cũng không dám kể cho bé nghe, bởi vì sợ bé Thảo Nguyên có thương cái người đàn ông đó, và sẽ không có muốn là cậu của bé trừ khử, là trục xuất cái người đàn ông đó. Cho nhưng mà cậu bé lẳng lặng làm. Các bạn biết hả, lúc mà bé chết lâm sàng vậy á, là kiểu như là người nhà bé sợ lắm. Tại vì lúc đó thời điểm này đang dịch luôn, là ngay cái thời điểm này luôn nha, là chuyện nó nóng hổi à. Chuyện nó nóng hổi là xảy ra cách đây 10 ngày. Thì nhà chỗ của bé thì bị cách ly, bị giăng dây á, cho nên không đi ra được các bạn. Cho nên là hả, bé không có còn cách nào khác để kiểu như vậy, gia đình lo sợ chở đi bệnh viện không được á. Nhưng mà gia đình biết á, cái này không phải là bệnh đâu, cái này là tâm linh. Tại vì gia đình là ai cũng có căn mà đó. Thì kiểu như là cậu của bé mới nói là thiệt ra là cái số con định vậy rồi, con không thể nào mà thoát được cái số này hết. Tử vi á, người ta mình không thể nào thoát được hết, cái số là phải làm thầy, cho nên là con phải thấy được ma thôi, cản cỡ nào con cũng sẽ thấy được ma hết trơn á. Tại vì năng lực tâm linh quá mạnh đi, cho nên là cản cỡ nào cũng thấy được cả. Ok, chuyện tới đây đã hết rồi nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết livestream này của Bảo. Bây giờ xin chào và gặp lại nha. Bye bye.